Các bạn biết lý do tại sao mà đa phần các mẫu áo mưa bộ của Givi đều không có nón không? Thì phần chính của họ là xuất khẩu đi nước ngoài. Ở một số nước thì họ sẽ có những cái quy định giống như là không cho đội nón khi mà đội những cái nón 3/4 vào full face. Có nghĩa là bạn sẽ không được trùm cái mũ hút đó, rồi sau đó bạn đội nón 3/4 vào full face nữa. Thì nó có một cái luật như vậy. Còn về Việt Nam thì đa phần mọi người đều có một cái nhu cầu rất là hay, đó chính là thích đội một cái nón để trùm lên, trùm qua đầu luôn, sau đó mình đổi cái nón nửa đầu hoặc 3/4 vào. Chính vì lý do đó mà Givi cũng đã có hai mã để phục vụ cho cái nhu cầu ở Việt Nam, ví dụ như là GRA01 và CRM01. Tuy nhiên á, cái mức giá của nó khá là cao, tại vì đa phần là mẫu toàn trên 1 triệu đồng, trong khi cái mức thu nhập bình quân của người Việt Nam còn thấp. Họ tìm những cái mẫu sản phẩm nào mà có một cái mức giá nó hợp lý hơn, ví dụ như là dưới 1 triệu đồng. Trên tay mình là bộ áo mưa RRS06. Bộ áo mưa sẽ bỏ trong một cái túi rất là gọn như thế này. Nó sẽ gồm là một áo và một quần. Cái mẫu áo mưa này thì nó sẽ được phối hai màu, đó là màu đen và màu xám. Đen trên này và xám ở đây ha. Mẫu áo mưa này có mức giá là 770.000, được xem là một cái mẫu áo mưa giá hợp lý. Theo nhà sản xuất công bố thì cái mẫu áo mưa bên này đạt tới 5.000 waterproof, có thể kháng nước rất là tốt, form dáng rất là đẹp. Thì mẫu sản phẩm áo mưa này nếu mà bạn bị lỗi thấm nước thì hãng sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong vòng 6 tháng. Thời gian đầu nếu mà thời gian ngắn thì có thể là 1-1 luôn. Còn nếu mà bạn xài lâu rồi á mà vẫn còn trong cái thời gian bảo hành á thì sẽ được bảo hành hoàn toàn miễn phí. Quá cái thời gian bảo hành đi, bạn mang lại thì công ty vẫn hỗ trợ bảo hành cho bạn. Trong một số trường hợp là nó sẽ được thiết kế như này, nó sẽ không có túi gì cả. Nó chỉ đơn giản là một cái áo mưa bộ, một người bình thường xài có thể xài từ 3-4 năm. Ở phía tay áo thì nó sẽ có những cái dây dán gài lại như thế này nha. Khi xài bạn chỉ cần là gài lại như thế này, bạn đội nón 3/4 vào hoặc là full face vào thì nước mưa nó không thể lọt vào trong nha. Phía bên trong dây kéo thì nó sẽ như thế này nha. Đấy, đầu tiên á là bạn sẽ đóng cái sợi dây kéo này lại. Sau khi đóng lại rồi á thì bạn kéo lên và sau đó bạn dán hai cái lớp gai xù như thế này là nước mưa không thể vào nha. Bên lưng bụng á thì nó sẽ có những cái dây rút lại, ví dụ như bạn muốn bó hơn á, bạn sợ gió lùa vào thì bạn bấm vào đây. Nếu mà bạn muốn bó cái chân lại thì bạn chỉ cần là bấm cái nút này lại là như thế này là xong nha. Đó, trường hợp mà bạn mang một cái giày bự á, bạn gỡ cái này ra, bạn đeo cái giày vô, bạn chùm vô luôn. Có logo phản quang ở đây, logo phản quang ở đây và phía sau lưng. Phía bên trong áo thì sẽ làm hai lớp, một là lớp lưới, hai là lớp vải poly. Sản phẩm áo mưa này hiện tại đang có sẵn tại các chi nhánh của Sài Gòn Bicol. Nếu bạn thích bộ áo mưa này hãy để lại comment ở phía bên dưới nha.